Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từ năm 2020, không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm. Mô hình gà đẻ trứng giúp bổ sung dinh dưỡng cho các em học sinh nội trú vùng cao Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Gặp gỡ những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Mạo danh cán bộ cấp cao để lừa đảo đã xuất hiện ở nhiều vùng quê khiến không ít người dân mắc bẫy. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 23/2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước hoặc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các tỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Theo thông tư 23, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền quyết định mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời. Các tỉnh cũng có thể xin tạm ứng ngân quỹ nhà nước nhưng không được vượt quá số còn lại dự toán chi ngân sách địa phương đã được Bộ Tài chính giao. Việc tạm ứng cho ngân sách nhà nước vay từ ngân quỹ nhà nước chỉ được thực hiện trong khả năng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán chi trả của kho bạc nhà nước. Quy định mới về tuyển sinh đại học năm 2020 cưỡng chế thi hành án thương mại, bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 6. Theo quy định mới từ năm 2020, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng trở lên với ngành giáo dục mầm non. Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển. Đồng thời, các trường phải chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án với Bộ Giáo dục Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan. Các trường cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng, tính đầy đủ chính xác của các nội dung trong đề án. Đầu năm nay, ông Đào Văn Nguyện ở thôn Tả Hà, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trồng cây kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần cây lúa. Kinh giới một năm cho thu ba lứa, cho đạt tổng sản lượng khoảng 9 tấn thành phẩm khô, bột mẫu. Với giá bán 25.000 đến 30.000 đồng một kg, doanh thu ước tính đạt 180 triệu đồng. Theo ông Nguyện cho biết, việc chăm sóc cây kinh giới không tốn nhiều công, chăm sóc đơn giản vì không bị sâu bệnh, đầu ra khá ổn định, thị trường tiêu thụ mạnh. Hiện ông Nguyện đã có kế hoạch mở rộng thêm diện tích trồng để nâng cao hiệu quả đất canh tác. Triển khai từ tháng 10 năm 2019 với 216 con gà mái đẻ trứng, mô hình trại gà đẻ trứng tại trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã trở thành mô hình độc đáo, không chỉ góp phần bổ sung dinh dưỡng cho các em học sinh nội trú vùng cao mà còn giúp các em có thêm kiến thức về chăn nuôi. Năm 2019, các em học sinh nội trú trường phổ thông dân tộc nội trú Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang được tài trợ số tiền 240 triệu đồng để xây dựng mô hình trại gà đẻ trứng với quy mô 60m² chuồng trại, nuôi 216 con gà mái đẻ trứng, bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày cho các em. Trại gà đẻ trứng là mô hình của chương trình dinh dưỡng đầy đủ do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Việt Nam tài trợ. Khi đưa mô hình vào trong nhà trường thì được các thầy cô giáo cũng như toàn thể các em học sinh ủng hộ. Và việc đưa cái dự án vào trong nhà trường thì đã tạo cho các em học sinh có tính chất định hướng cho các em học sinh, đồng thời cũng tạo cho các em là có được những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phì hiện có 250 em học sinh, trong đó 100% các em đều ăn ở và sinh hoạt tại trường. Mỗi ngày trại gà này cho thu hoạch hơn 200 quả trứng, phần lớn trứng được đưa vào khẩu phần ăn của các em, còn một phần bán đi để mua thức ăn và tái tạo đàn gà. Trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường thì em đã được các thầy cô hướng dẫn chăn nuôi gà và em cảm thấy rất là thích vì nó đã rèn luyện được cho em kỹ năng chăn nuôi, được sử dụng thành phẩm trong các bữa ăn hàng ngày và nâng cao thu nhập cho mọi người ạ. Cũng như là khi về nhà em đã biết giúp đỡ bố mẹ và tuyên truyền cho hàng xóm gia đình cách chăn nuôi trang trại để tăng thêm thu nhập ạ. Từ nhiều năm nay, các hoạt động trải nghiệm từ việc xây dựng các mô hình chăn nuôi trồng trọt được các trường nội trú ở nhiều địa phương triển khai. Từ các mô hình chăn nuôi trồng trọt đã khơi dậy tính chủ động sáng tạo của học sinh khi tham gia trải nghiệm. Kính thưa quý vị và các bạn, trẻ em là mầm non của đất nước, là thế hệ tương lai để chúng ta gửi gắm niềm tin và hy vọng vào một đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
việc xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh để các em hình thành nên những tính cách tốt đẹp, phát huy hết năng lực, phẩm chất, sở trường của mình là một trong những yếu tố được gia đình, nhà trường và toàn xã hội đặt lên hàng đầu trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Hơn 16 năm qua, Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động chính là ngôi nhà của hơn 30 trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em nhỏ đều có những số phận khác nhau, nhưng điểm chung các em nhận được khi sống tại trung tâm đó là tình cảm, sự đùm bọc yêu thương của các mẹ nuôi tại trung tâm. Các em được học tập, được vui chơi, giáo dục trong môi trường điều kiện tốt nhất, không còn những rào cản, những tự ti mặc cảm. Đây chính là điều mà trung tâm mong muốn nhất mang đến cho các em nhỏ nơi đây. Ở trung tâm Hy vọng Tiên Cầu của chúng tôi thì có một loạt khẩu hiệu treo ở đây: học đạo đức làm người trước, học kiến thức văn hóa sau. Rồi nếu như khẩu hiệu là mỗi người mỗi ngày nên làm một việc tốt và đừng nên nói việc tốt đấy với ai. Hướng các con là con nào cũng coi là trở thành người tốt, có ích xã hội và các con coi như là chăm ngoan, học giỏi. Để trẻ nhỏ được phát triển toàn diện, gia đình và nhà trường phải là một sợi dây liên kết bền vững, sao cho các em được giáo dục cùng một lý tưởng mục đích, hướng tới mục tiêu cuối cùng, đó là giáo dục thế hệ trẻ trở thành công dân hữu ích cho đất nước. Đối với phụ huynh, đó là việc nắm bắt tâm tư tình cảm của các con, đảm bảo không gian sống, sinh hoạt an toàn, hạnh phúc. Tại nhà trường, các em không những được học kiến thức, văn hóa, mà ở đây các em còn được vui chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa, truyền đạt những kỹ năng kiến thức để bảo vệ chính mình. Việc chăm sóc và giáo dục trẻ là một nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục. Cần phải sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Làm thế nào phát triển cho trẻ có một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh với mục tiêu cuối cùng là để trẻ phát triển đầy đủ các năng lực, phẩm chất đáp ứng với yêu cầu đổi mới. Để công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đảm bảo điều kiện cho các em phát triển toàn diện thì luôn cần sự chung tay và cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho các em, luôn lắng nghe trẻ em nói, tạo môi trường thuận lợi để các em phát huy hết năng lực sở trường. Cụ thể thông qua những hoạt động như xây dựng sân chơi, ao bơi cho các em nhỏ trong dịp hè, giúp đỡ, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, giáo dục các em những kỹ năng cần thiết nhằm giảm tai nạn thương tích cho trẻ như các lớp học bơi, võ thuật, kỹ năng bảo vệ phòng tránh xâm hại, bạo lực. Các cấp hội chữ thập đỏ luôn quan tâm chăm lo cho trẻ em, cụ thể như là phát khẩu trang, dung dịch nước sát khuẩn này, xà phòng sát khuẩn cho học sinh trẻ em ở các cấp học trên địa bàn của tỉnh, vận động các tổ chức cá nhân khám đo bệnh về mắt và tặng kính mắt nhân đạo cho các em, tuyên truyền hướng dẫn cho các cô và cháu về phòng chống đuối nước, về phòng chống tai nạn thương tích, nhất là đối với trẻ em. Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Do vậy, việc đảm bảo điều kiện, môi trường sinh sống và học tập của các em luôn là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ từ những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi như lốp xe, thùng các tông, tôm xạ, đủ gỗ, nhưng qua sáng tạo của nhiều bạn trẻ, nó đã được biến thành những trò chơi đầy hấp dẫn như nhảy lò cò, đường hầm bí mật, mô hình logo đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn nhỏ. Những thùng cắt tông cũ, những khúc gỗ tưởng như bỏ đi, hay đơn giản là những lốp xe rơm rạ quen thuộc, tất cả đều đã được biến thành những trò chơi đầy sáng tạo như thế này và thu hút được đông đảo các bạn nhỏ tham gia. Đây là những tổ hợp trò chơi nằm trong sự kiện Vương quốc tái chế được tổ chức tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại Hà Nội. Tại đây, ban tổ chức đã biến những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi thành các trò chơi đầy hấp dẫn để thu hút các bạn nhỏ tự do trải nghiệm, khám phá. Theo các chuyên gia, việc chơi với các vật ngẫu nhiên sẽ khuyến khích sự sáng tạo và tưởng tượng nhiều hơn là chơi với các đồ chơi được sản xuất và thiết kế hàng loạt. Không chỉ vậy, chơi với đồ vật tái chế còn giúp lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và khuyến khích trẻ khám phá ra các công năng mới của đồ vật cũ bị thải bỏ. Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2020, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, hơn 50.300 trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi và hơn 6.700 trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin A của tỉnh Hà Nam đã được bổ sung vitamin A.
Sở Y tế Hà Nam đã tổ chức các đoàn thăm và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2020 tại một số điểm uống vitamin A trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, gửi giấy đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi được đi uống vitamin A. Tôi thấy cái vitamin này là rất tốt cho trẻ và tôi cứ đến đợt nào có đợt uống là tôi cho cháu đi uống đầy đủ. Ngành Y tế tỉnh Hà Nam cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cho các cháu uống vitamin A trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 để đảm bảo giãn cách số lượng trẻ trong các thời điểm uống để phòng dịch COVID-19. Bởi vì chúng ta đang còn ở trong cái giai đoạn là dịch COVID-19, vì vậy mà tất cả các trạm sẽ phải có cái hướng dẫn rồi thông tin tuyên truyền tới bố mẹ và người thân của các cháu cho các cháu đến uống vitamin A trong cái đợt mùng 1, mùng 2 đến 6 này. Ngày vi chất dinh dưỡng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần phòng chống dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Ninh Bình từng là một trong những tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao. Không chỉ có các bệnh được xác định nhiễm ngoài cộng đồng, mà địa phương còn tiếp nhận hàng nghìn công dân về cách ly tập trung. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, các y bác sĩ, cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cho công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng khối lượng công việc của các cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Ninh Bình vẫn giữ nguyên và vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch như khi cao điểm. Ngay trong tháng 5, CDC Ninh Bình đã chăm sóc, giám sát y tế cho hàng trăm công dân về từ nước ngoài và thực hiện cách ly tại đây. Do đặc thù công việc, đây là những công việc mang tính chất đột xuất mà chúng mình là thành viên trong đội phản ứng nhanh. Do đó thì khi mà có những cái thông tin về tình hình dịch bệnh hoặc là những cái sự kiện mà cần phải đi điều tra, giám sát thì là chúng mình sẽ phải lên đường ngay lập tức. Có những lúc mà chúng mình phải lên đường vào giữa đêm hoặc là làm việc thâu đêm từ khoảng 4 giờ chiều cho đến 4-5 giờ sáng hôm sau. Và thời gian đầu thì nó chưa bắt nhịp quen, nhưng mà đến thời điểm này thì chúng mình thấy đấy là trở thành những công việc quá quen thuộc đối với cả đội chống dịch cơ động. Ngay từ ngày đầu chống dịch, CDC Ninh Bình đã duy trì ứng trực 100% quân số và thành lập 3 đội chống dịch cơ động, mỗi đội 6 đến 7 người, tùy vào công việc, nhiệm vụ để tất cả hoặc từng đội lên đường chống dịch không kể ngày đêm. Qua cái nhiệm vụ lần này thì chúng tôi đánh giá thì trung tâm COC là rất là quan trọng, đặc biệt quan trọng trong cái quá trình mà phát hiện, phân loại, giúp cho đơn vị cũng như là cái là nơi cách ly là phát hiện sớm những cái công dân mà nghi ngờ. Tính đến nay, Ninh Bình đã thực hiện cách ly, giám sát y tế cho hơn 7.000 người. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Ninh Bình đã lấy trên 6,5.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến nay, 60 ngày liên tiếp, Ninh Bình không có ca bệnh ngoài cộng đồng. Thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của CDC Ninh Bình. Họ đã làm việc không quản ngày đêm, không quản giờ giấc, không quản đến nhiều khi họ cũng phải tạm qua gác đi những cái công việc hàng ngày đối với gia đình, đối với anh em bạn bè để tham gia công việc chống dịch. Và chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của CDC trong công tác phòng chống dịch COVID tại tỉnh Ninh Bình. Dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng. Cán bộ, y bác sĩ CDC Ninh Bình vẫn luôn đề cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng xử lý khẩn cấp mọi tình huống để đảm bảo kịp thời phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch tại cộng đồng. Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an xã Bản Cầm, huyện Bản Thắng triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực thôn La Lăng, xã Bản Cầm. Các đối tượng bị bắt giữ là Hờ A Vàng sinh năm 1993, Ma A Trăng sinh năm 1997, Cư A Sàn sinh năm 1976, cùng chú tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020, Hờ A Vàng đi lên khu vực biên giới giáp với Lào mua số ma túy trên, sau đó thuê Ma A Trăng vận chuyển sang Lào Cai với giá tiền công là 27 triệu đồng. Do chưa thuộc đường đi, Ma A Trăng rủ Cư A Sàn, vốn trước đây từng có thời gian sinh sống tại Lào Cai, tham gia vận chuyển với vai trò là người dẫn đường. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực thôn Na Lăng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng thì bị bắt giữ. Hành vi mạo danh cán bộ có thẩm quyền để đe dọa lừa đảo xuất hiện đã lâu và cũng đã có không ít người bị mất tiền. Gần đây, loại tội phạm này đang có xu hướng chuyển địa bàn lừa đảo về vùng nông thôn. Tại tỉnh Bắc Cạn cũng đã có nhiều vụ việc xảy ra, người bị hại mất hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng. Nghỉ hưu đã lâu, nhưng những ngày gần đây, ông Phạn bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người lạ. Đối tượng tự xưng là làm việc ở Bộ Công an và thông báo ông Phạn có liên quan đến một vụ án lớn. Đối tượng liên tục gọi điện đe dọa và yêu cầu ông Phạn chuyển tiền để giải quyết vụ việc. Tôi với lại phát hiện ra thì là điện cho các cơ quan có lên nhà trực tiếp xem xét và để xem giải quyết giúp đỡ cái vụ việc như thế. Vâng, thì từ đấy đến nay thì nó cũng không điện gì cả trở lại nữa. Thì nói chung là cũng chưa chuyển tiền và không thiệt hại gì tài sản của gia đình hay cả tiền của gia đình cả. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn, từ năm 2017 đến nay, địa phương xảy ra hàng chục vụ các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có một trường hợp sau khi đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho chúng. Tất cả những vụ việc này đều diễn ra theo kịch bản là đối tượng lừa đảo gọi điện cho bị hại, tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Cái này là các đối tượng lợi dụng cái lòng tin cũng như cái sự sợ hãi của nhân dân, dẫn tới là đối tượng có thể là đưa những hình ảnh các quyết định của các cơ quan, viện kiểm sát, công an đề nghị truy tố mà có cái tên người dân, đối tượng điền tên người dân vào, và các cái dấu đó thì thật ra nó là những cái dấu giả mạo để đối tượng để dọa cũng như chiếm đoạt cái lòng tin của người dân. Ở những thôn bản vùng sâu vùng xa, do nhận thức của một số người còn hạn chế nên tội phạm lừa đảo thường tìm hiểu về cuộc sống công việc của họ để đe dọa. Nhiều người thiếu cảnh giác đã bị mất tiền. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cũng như phổ biến về những cách thức lừa đảo là việc hữu hiệu cần làm để giảm thiểu những trường hợp lừa đảo xảy ra. Thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn được đầu tư nguồn lực khá lớn để xây dựng các công trình nước sạch tập trung để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 96 hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, từ phản ánh của người dân và thực tế cho thấy có nhiều công trình nước sạch hoạt động kém hiệu quả. Công trình nước sạch tập trung ở thôn Bản Điếng, sau nhiều năm vận hành, một số hạng mục đã bắt đầu xuống cấp. Ở đây đã thành lập tổ quản lý thường xuyên kiểm tra duy tu bảo dưỡng công trình. Hiện chỉ còn 50 hộ sử dụng nguồn nước, chỉ bằng một nửa so với trước đây. Hiện một khối nước thu của người dân sử dụng 1.000 đồng một tháng, tất cả chỉ có khoảng 1 triệu đồng. Số tiền này rất ít, chưa đủ chi phí cho 3 người trong tổ quản lý. Do đó, kinh phí để sửa chữa mỗi khi hỏng hóc hầu như không có. Có cái tổ bảo quản. Thế là hàng tháng đi thu, bây giờ hiện nay là cái quỹ nó cũng rất ít. Khi mà ở lúc đấy tôi cũng quy định là lấy ít tiền thôi, mỗi một khối là 500 đến 1.000, bây giờ mới đến 1.000. Thế là ít, thế đâm ra là bây giờ nó hỏng hóc nhiều thì cái duy tu sửa chữa là cũng gặp nhiều khó khăn. Tại xã Bình Trung, hiện có 7 công trình nước sạch tập trung thì cả 7 công trình này hoạt động kém hiệu quả. Số hộ sử dụng ít so với thiết kế ban đầu. Hầu hết các công trình đều đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân không mặn mà sửa chữa, nhiều hộ tự tìm nguồn nước khác để sử dụng thay thế. Mấy năm vừa rồi thì mỗi thôn tổ, mỗi tổ chỉ thu được khoảng độ tầm 400 đến 500 nghìn đồng trên một tháng. Do vậy cũng rất khó khăn trong công tác quản lý, điều hành và đặc biệt là cái sửa chữa khắc phục. Sở dĩ nhiều công trình hoạt động kém hiệu quả, theo người dân trực tiếp sử dụng là do khâu khảo sát ban đầu nhiều công trình còn chưa phù hợp, nguồn nước ít về mùa khô, đặc biệt là vấn đề quản lý vận hành công trình sau đầu tư còn nhiều bất cập. Còn một số công trình, đến bây giờ là một số công trình hỏng hóc và quản lý khai thác, không quản lý khai thác nổi. Là do, thứ nhất, phần không thu được tiền, thu được phí sử dụng nước. Và thứ hai nữa, một số công trình do mưa lũ phá hỏng. Là tỉnh còn nhiều khó khăn,
Những năm qua, Bắc Cạn đã quan tâm kinh phí để xây dựng công trình nước sạch. Tuy nhiên, với việc đầu tư công trình nước sạch nhưng không phát huy hết hiệu quả như hiện nay, gây ra lãng phí, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo để giải quyết triệt để vấn đề này, để các công trình nước sạch phát huy đúng công năng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.